Hello, it's me Tony Almighty. Xin chào mừng mọi người quay lại với channel review nước hoa của mình Tuấn nha. Và ngày hôm nay thì Tuấn nhận được một cái yêu cầu khá là làm khó từ kho đó là review một lẻo ba trái nước hoa trong cùng một clip, cùng một thương hiệu và cùng một like để cho các uh, quý vị nào quan tâm đến thương hiệu này thì chúng ta có một cái khái niệm hoặc là một cái um, một cái nhận xét gì đó chủ quan từ phía Tuấn ha và mọi người cân nhắc một trong ba chai này, ok, thì uh, thương hiệu nào đây? Tuấn hát thử một câu, coi thử mọi người có nhận ra hay là nghĩ đến cái thương hiệu nào nào không nha You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Mọi người nhận ra cái uh, thương hiệu nào không? Đó là cái tên của chai nước hoa gọi là The One và đến từ thương hiệu Dolce Gabbana Ừm. Uhm. Thì bây giờ Tuấn sẽ review lần lượt bên kho đã gửi qua cho Tuấn ba chai trong cái line The One của Don Cabana và Tuấn đã xịt cách đây khoảng một tiếng để chờ cái nốt dry down của của ba chai này à, đợi xíu mình lấy cái lon cà phê để có gì mình ngửi mình hmm. thực sự là trước giờ thì Tuấn toàn review là từng chai một và cái uh, gọi là mình xịt mình thẩm từng chai một bây giờ thẩm ba chai thì nó hơi khó khăn cho Tuấn một chút à, đâu có phải quá chuyên nghiệp để mà đưa người cửa trước rước người cửa sau kiểu này đâu <laughs> ok bây giờ đầu tiên thì tuấn sẽ đến với chai Dolce Gabbana The One với cái nồng độ là EDT thì đây là cái chai nó khá là to ha đây là chai tới dung tích 150 ml lận và cái chai này thì tuấn đã xịt một shot ở trên cùm tay trái Ừm, cách đây một tiếng đây là một cái chai mà Fragrantica họ đánh giá khá là cao tới 4.24 điểm trên năm thì một cái chai nước hoa nổi tiếng của thương hiệu Dolce Gabbana với cái mùi chủ đạo là mùi thuốc lá, mùi hổ phách và mùi gừng thì đây là cái nốt dry down của cái chai này và bây giờ Tuấn sẽ xịt chồng lên một shot của cái chai nồng độ EDT, The One EDT Ok, cái nốt hương đầu tiên của ngửi được là nốt gừng một cái nốt gừng ấm và có một cái sự the the trong cái vị ấm này thì của nốt gừng mùi gừng thì nó cũng có một cái mùi khá là đặc trưng ha và ngay sau đó khi nó dry down xuống là một cái nốt mùi thuốc lá một cái mùi của lá thuốc lá khá là nồng nàn và và nó ấm thì chai này với những cái tầng hương Uh, được Fragrantica list ra đó là hương uh, hạt tiêu coriander, à, quên hạt ngò, um, patchouli, uh, nốt bưởi. thì thực sự nốt bưởi trong cái nốt cái tầng hương đầu tuấn không có nhận ra nhiều. nó chỉ dừng lại ở một cái nốt nó hơi fruity một chút, Gọi là nó có một chút gì đó nó hơi fruity. chứ mình không nhận ra rõ ràng cái nốt bưởi. tầng hương giữa là nốt gừng thì tuấn đã nhận ra ngay từ đầu luôn. nốt hoa cam neroli thì nốt hoa cam trong chai này Tuấn cũng không nhận ra rõ ràng lắm Nói chung là cái nốt cam chanh ở trong cái chai này là nó hơi Nó hơi ở background chút, nó hơi ở phía sau sau chút Nó không rõ ràng Bạch đậu khấu Tạo nên một cái mùi ngọt Mùi hổ phách nó cũng cái kiểu hơi ngọt và ấm Gỗ đàn hương để tạo nên một cái vị kem kem không nghe rõ mùi gỗ trong chai này không nghe rõ mùi gỗ trong chai này thì đây là cái chai mà tuấn nhìn nhận là với cái uh, nốt hương chủ đạo của nó là mùi gừng mùi uh, láo thuốc lá nó nổi bật lên và một cái tông mùi ấm một cái tông mùi ấm của ấm và ngọt của hổ phách và bạch đậu khấu uhm thì đây là một cái chai mà thật sự trước đây Tuấn có ống Vio rồi và Tuấn xịt và Tuấn không có ấn tượng lắm tại vì cái độ bám tỏa của chai này rất kém rất kém nha thật sự nó bám trên da và Tuấn nghe một vài cái complain ở cái bass năm 2020 của cái chai The One nồng độ EDT này rất tệ luôn nó bám trên da đâu có khoảng một tiếng đổ lại thôi trên áo quần thì khoảng 2-3 tiếng à đó là lý do mà trước giờ The One mình khá né mua thực sự thì uh, ok đây là cái chai uh, nồng độ EDT với cái tông chủ đạo là mùi ấm mùi nóng mùi ngọt ấm ấm áp và ngọt ngào nhưng mà độ bám tỏa thì uh, Tuấn nghe một vài reviewer là nên tìm những cái best của các năm trước chứ không nên mua best năm 2020 nha và Tuấn thẩm thì đúng là cái mùi này nó rất là nhanh ngày tối hôm qua là Tuấn mặc cái áo này và túc xịt lên da lẫn lên áo thì thật sự là cái mùi của EDT khá là bay nhanh. Nó khá là nó bán tỏa không có tốt. Ok rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái chai à, nâng cấp hơn của The One, đó là nồng độ EDP, Eau de Parfum. Thì với cái thiết kế hồi nãy là chai EDT thì cái màu nó nhạt nè. Mọi người thấy không? Và cái nắp nó màu nâu vàng. Thì cái nồng độ EDP sẽ là cái chai cái tông màu nó đậm hơn màu nâu vàng chuyển sang đen và cái nắp nó màu đen thì đây cũng là cái chai với cái dung tích là 150 ml nó khá là to và nó khá là nặng hồi nãy cầm chụp hình mà cầm ba chai một lèo mà cứ sợ rớt đền chết luôn thì đây là cái chai mà tuấn xịt ở bên cườm tay phải và cái nồng độ này thì nó nó bám tốt hơn nó tỏa cũng tốt hơn một chút nhưng mà chỉ một chút thôi tuấn sẽ xịt chồng lên một nốt một shot nữa À, với cái chai mà nồng độ EDP á Thì uh, Florantica họ đánh giá còn cao hơn nữa Được đánh giá Chấm điểm tới 4.49 trên năm Một cái số điểm rất là cao luôn Nhưng mà chai này thì giống như Tuấn nói ban nãy Thì cái độ bám của nó trên da nó khoảng được 4 tiếng Và trên áo quần thì khoảng 6 tiếng thôi Mặc dù nó là nồng độ EDP Thật sự là thương hiệu Don You Gabbana Trước giờ cái cái độ lưu hương và tỏa hương của cái thương hiệu này thật sự là mình mình rất là nghi ngại và mình không đụng tới mấy cái em này luôn và mình không mua mấy em này luôn tại vì cái nhu cầu của mình là mình cần những cái chai bán tỏa cực kỳ trâu để mình đi làm buổi tối và đi nguyên một đêm tới khuya về nó vẫn còn mùi thì cái chai EDP á cái nốt hương đầu tiên khi tuấn ngửi được thì cái mùi nước à, mùi thuốc lá nó được bôn đậm hơn khi mà đưa lên mũi thì chúng ta ngửi ngay được cái mùi hăng nồng của thuốc lá nó đậm hơn cái nồng độ EDT thì đây là một cái chai điển hình của nốt thuốc lá nha cái mùi nó khá là nó khá là hăng nồng thì thật sự cái mùi thuốc lá thì là cái mũi tuấn không thích lắm mặc dù mình là người hút thuốc nhưng mà cái mùi thuốc lá trong nước hoa thì mình không ưa lắm và sau đó là mùi gừng mùi gừng chai này cũng khá là đậm ba cái tầng hương là y chang ba tầng hương của chai edt nhưng mà chai này mùi thuốc lá nó được tô đậm hơn và nó làm cho cái nồng độ thuốc lá trong cái juice này nó đậm hơn sau đó là mùi gừng và ngay tiếp theo là những cái mùi ấm nóng của hổ pháp cũng như là một chút ngọt ngọt của bạch đậu khấu nhưng mà chai EDP thì cái những cái nốt mùi citrus là mùi hoa cam neroli và mùi bưởi nó cũng được bôn đậm hơn một chút cho nên cái chai này là một cái mùi nồng nàn hơn cái chai EDP khá nhiều nhưng mà độ bám tỏa nó cũng hơn một chút thôi so với cái uh, nồng độ EDP thì như vậy thì đối với mình cũng chưa đủ ừ. ok cũng 50-50 có muốn mua cái chai EDT thì Tuấn sẽ không mua EDP thì 50-50 muốn mua ừ. Cũng không có cần thiết lắm Nhưng mà mùi nó khá khẩm hơn nhiều nha Mùi nó khá khẩm hơn Bám trên da tốt hơn khoảng 4 tiếng Và bám trên áo quần thì khoảng 6-7 tiếng No better Ok rồi bây giờ tới cái chai thứ ba mm, Đó là chai ra mắt vào năm nay 2020 The One Intense với nồng độ EDP chai này thì ngày hôm qua tuấn xịt ở trên người luôn tuấn xịt trên người hai shot của edt và edp tuấn xịt hai cùm tay và cái chai này tuấn xịt trên trên ngực và trên cổ thì đây là một chai đã gây ấn tượng rất ấn tượng với tuấn luôn ừ, được ra mắt năm nay và không biết là họ có chơi chiêu không khi mà họ ra cái best năm 2020 của chai hai chai kia rất là tệ và để cái base của à, cái 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 sản xuất cái chai này năm nay thì lại rất là ok luôn và chai này thì à, Tuấn chắc chắn trên 80% Tuấn sẽ mua. Và Tuấn sẽ lấy em này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái à, mùi mà cái chai này nó ấy nha. Tại vì cái chai này một chai mà Tuấn thấy một cái chai rất là hay à, đến từ Don Jean Gabbana. Đây là Đây là một cái chai mà à, với cái nồng à, độ EDP và The one intense Cái tên của nó là the one intense Nồng độ EDP cho nên là cái thiết kế của nó là đen tuyền một màu luôn Một màu đen ha Và đây là cái chai với cái dung tích là 100ml Còn cái này là 150ml cho nên là hai cái dung tích hai cái size nó khá, khá là khác nhau nó Cái này nó nhỏ hơn xíu nhưng mà 100ml là dư xài rồi Thì cái chai này là một cái chai mà Nó mới được ra mắt vào năm 2020 năm nay cho nên là trên Frantica thì chỉ mới có 174 vote bình luận, bình chọn cho cái chai này thôi, cũng ít ít người đang ít người xài. Thì cái chai này là chỉ mới được grade là 3.96 trên 5 thôi thì một cái số điểm chưa cao lắm nhưng mà đối với Tuấn thì Tuấn sẽ cho chai này điểm cao hơn hai em kia. Bởi vì cái chai này á khi mà Tuấn mới xịt á à nó dậy lên một cái mùi một cái mùi rất là đặc thù của hoa cam neroli mùi hoa cam thì mọi người biết rồi nó có một chút gì đó chua chua thanh thanh phấn phấn của cái mùi cam nha nhưng mà không phải là mùi cam chanh mà là cái mùi phấn phấn bột bột phấn phấn à nó thanh thanh chua chua cái kiểu như vậy thì đây là một cái chai mà với cái nốt hoa cam xuyên suốt luôn cho nên là à, nó có một chút hăng hăng của cái mùi, hình như là có một chút hăng hăng của cái mùi lá cam nữa. Thì tốn cảm giác như vậy. Phấn phấn và hăng và thanh thanh. Nói chung là một cái mùi rất là đặc thù. Không phải là mùi cam chanh như những cái chai khác mà là cái mùi hoa cam. Nó rất là nổi bật ở trên cái chai này. Mặc dù là cái chai này họ đưa ra cái uh, những program tika họ nốt ra ba cái nốt chính đó là mùi da uh, thuộc, mùi cashmere uh, là <laughs> cái mùi dạng như một cái mùi uh, gỗ, gỗ cashmere và mùi bạch đậu khấu. Nhưng mà thật sự là cái mùi của tuấn gửi ra không phải ba cái nốt hương này mà là cái nốt hoa cam xuyên suốt từ đầu cho tới cuối luôn. Và đặc biệt chai này tự nhiên tuấn gửi ra được một cái mùi béo béo giống như là mùi dừa. Mặc dù họ không list ra cái mùi dừa Cho nên mọi người thấy không Tham khảo nốt ở trên Fragrantica Ở cái phương diện là Tương đối thôi chứ thực ra cũng không phải là họ list ra tất cả các nốt hương đều giống như là mình có thể feel được Thì cái này tôi nghĩ là do cái cái cảm và cái mũi của mỗi người nó sẽ khác nhau và nó sẽ blind một vài nốt Thì đây là một cái chai mà Tuấn cảm nhận nó là giống như là nó có một cái vị thanh mát của hoa cam và một vị ngọt ngào chai này thì nó không còn cái tông mùi ấm nóng nhiều nữa nó là một cái vị thanh mát và ngọt ngào ừ. khi hít sâu á nó có một chút hăng hăng của lá thì trong này nó có một cái nốt hương Cyprus là cái dạng như một cái mùi lá kim thì cái mùi này nó rất là đặc biệt cái chai này Tuấn thấy nó hơi unique nó không có bị uh, gọi là cái nốt mùi nó không có đặc trưng à, không phải đặc, à, không phải là nó đặc trưng và nó không có cái kiểu nó phổ thông như hai cái chai vừa rồi uh, edt và edp thì thật sự cái chai này Tuấn thấy nó unique hơn hmm. chai này không có mùi thuốc lá nữa nha chai này không còn mùi thuốc lá nữa có thể là do mình cảm cảm nhận của mình là mình không thích mùi thuốc lá lắm cho nên cái chai này mình thích hơn hẳn hai chai kia luôn và nó chỉ còn thuần tí lại là những cái mùi hoa à, một chút gì đó ngọt ngào giống như mùi trái cây nhưng mà không có nốt trái cây và cái mùi à, hăng hăng nồng nồng của lá thì chúng ta đi qua những cái nốt hương của họ là ba cái nốt hoa cam neroli xuyên suốt trong ba tầng hương luôn thì tầng hương đầu nó có cái cypress à, cypress là một cái loại lá kim ha à, bạch đầu khấu tầng hương thứ hai mùi gỗ casmier à, mùi cây xô thơm mùi lá xô thơm đúng rồi hăng hăng đúng rồi mùi benzoin để tạo ra một cái tông mùi nó gần giống như là mùi hổ phách ấy. nó ná ná dậy một cái chất nhân tạo mà tạo cho chúng ta một cái mùi ấm và ngọt và tầng hương thứ ba thì có thêm nốt gia thuộc thật sự cũng không gửi ra một nốt gia thuộc trong cái chai này à, patchouli hoắc hương và labdanum mùi hoa hồng đá ừ. Mm. Mm. Tóm lại, Chi Gabbana The One Intense ra mắt năm 2020 là một cái phiên bản của một chai thanh mát theo kiểu hoa cam và ngọt ngào Khá là sexy và quyến rũ Thật sự cái chai này thì nó hơi uh, mang qua cái hơi hướng mà theo cái mũi của mình gửi ra là nó hơi hướng woman nó không còn cái tông mùi phương đông chủ đạo như EDP là mùi thuốc lá và hồ phách à, như hai cái, cái 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 chai kia nữa mà đây nó chuyển qua nó hơi nó làm cho mình có cái cảm giác giống như là một cái bánh mà một cái bánh quy Danisa mà trộn mùi cam vô trong đó gì đó nó ngọt ngào và nó hơi béo béo vì nó có dừa và nó hơi béo béo nó hơi tạo cho mình cảm giác thèm thèm đó thì đây là cái chai The One Intense ra mắt năm 2020 và Tuấn sẽ hút em này Tuấn sẽ hút em này chắc chắn là như vậy tại vì Tuấn thích cái chai này nhất trong ba chai ok thì cái cảm nhận riêng của mình bây giờ mình chấm điểm từ đầu cho tới cuối chai The One EDT bám tỏa hơi yếu à, mùi tông về ấm nóng và ngọt thì sử dụng hợp vào những ngày mát và những ngày lạnh ha nhưng mà bám tỏa hơi yếu thì Tuấn cho nó 6 đêm rưỡi trên 10 chai EDP bám tỏa tốt hơn tông mùi cũng na ná như cái chai EDT và nó được tô đậm thêm cái nốt thuốc lá và nó có một cái nét cái nốt cam chanh nó sẽ đậm nét hơn một chút so với chai EDT Tuấn cho 7 đêm rưỡi trên 10 bám tỏa thì cũng hơn một chút thôi cũng sẽ sử dụng hợp vào những cái ngày xe lạnh xe mát mùa thu mùa đông còn chai này Tuấn cho 8 điểm rưỡi trên 10 với cái độ bám tỏa từ ngày hôm qua Tuấn xịt thì nó bám được trên da khoảng 6-7 tiếng và bám trên áo quần trên 8 tiếng thật sự là sáng nay nó đã hết mùi luôn rồi tại vì nó cũng hơn 10 tiếng từ hôm qua tới giờ rồi nhưng mà lúc Tuấn về thì nó vẫn còn mùi ngày đêm qua thì nó bám được trên áo quần cũng trên 8 tiếng nha mọi người và chai này Tuấn cho 8 điểm rưỡi thì là một cái bước cũng khá là tiến bộ của Don Gabbana so với trước đây Tuấn thử những cái vai hồ của The One khác thì thật sự là hơi thất vọng nhưng mà bây giờ cái phiên bản này nó tốt hơn về độ bám tỏa và nó unique hơn nó gọi là nó đặc trưng hơn về mùi đây là một cái chai thiên về mùi hoa cam và mùi ngọt ngào à, của dừa của uh, nốt benzoin thì chai này nó sẽ được đa dụng hơn trong ngày là chúng ta có thể sử dụng được vào cái tiết trời nó nóng hơn một chút thì chúng ta có thể sử dụng được chai này và chai này thì cái độ tuổi nó cũng sẽ trẻ hơn hai cái chai nãy luôn hai chai EDT và EDP thì độ tuổi khuyên dùng nó khoảng tầm trên 25 tuổi nhưng mà chai này thì cái tông mùi tươi mát và fresh hơn thì tôi nghĩ là cái độ tuổi nó khoảng 20 độ lên là các bạn có thể sử dụng được chai này rồi và giá bán thì thật sự là sĩ gửi về nhưng mà Tuấn chưa cập nhật giá bán để à, trao đổi với mọi người ha cho nên à, ai có nhu cầu hay là cần biết về cái giá thì cứ tự nhiên liên hệ với mình qua những cái contact mình để ngay dưới đây cũng như là đừng quên subscribe cho channel của Tuấn và có ý kiến phản hồi hay là góp ý như thế nào về những cái cách review thì mọi người mạnh dạn nha Tuấn không có giận đâu và Tuấn không có suy nghĩ gì hết Ok Cảm ơn mọi người đây là chai top trong ba em và Tuấn nghĩ 80% mọi người nên mua vừa để sưu tập một cái thương hiệu Dolce Gabbana bây tới bây giờ là thời điểm này chai này tốt nhất và cũng là một cái mùi rất là ấn tượng và khá là đặc thù Thank you và hẹn gặp lại vào clip sau See you You are the one